Úm, lại đây bộ kiểm tra bài tập không? Dạ bố. Bố hỏi này, có 4 con má, một con má bay đi mất, hỏi con lại mấy con má? Dạ không ạ. Lắng lại là không? Dạ bố, vì má không có thật. Để mẹ hỏi mổ. Toán không biết thì để qua lịch sử. Dạ mẹ. Colombia phải làm chi để đối phó với tình trạng quân du kích muốn kiểm soát nước Mỹ? Nếu cả một quốc gia con chưa tìm được giải pháp thì mới nào mà con biết được. Con học hành rí thì sao nên mình được chi cho đời con? Con có ước mơ, mục tiêu chi cho tương lai không đó? Con có chứ mẹ. Ước mơ con là thay đổi cả thế giới, giúp Việt Nam sánh vãi với cả công cuộc năm châu. Ui, con của mẹ giỏi quá. Ước mơ rất là to lớn, rất là hoài bão. Mẹ tự hào về con. Bố mẹ sẽ giúp đỡ, hỗ trợ, đồng viên, đưa ra những lời khuyên đúng đắn để giúp con thực hiện ước mơ, mục tiêu của mình con nha. Dạ, con cảm ơn mẹ. Bố tê, con còn có ước mơ, có hoài bão rồi. Bố có đồng viên, có khuyên con cái chí để con còn cố gắng, còn học hành những này. Ừ, rất là tốt con ạ. Nhưng mà con muốn thay đổi thế giới thì con phải thực hiện khi con đang độc thân con nha. Tại rằng phải là khi con độc thân bố. Vì đến lúc có vợ rồi à. Con muốn đổi cánh tivi con không được, chứ đừng nói chi to tát là thay đổi thế giới. Ai ơi mà.